Xin chào các quý vị khán giả, hôm nay tại phòng Test Lab Audio Thiên Hà chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một cặp loa đến từ đất nước Thụy Điển, một đất nước rất là có nền công nghiệp mạnh nhưng mà trong phân khúc audio thì cũng là một ngôi sao sáng, một điểm nhấn của trong làng audio. Và hôm nay chúng tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn đó là hãng loa Marken đến từ đất nước Thụy Điển. Vâng, trên tay tôi đây thì tôi vừa mới vặn những con ốc cuối cùng của cặp chân này. Khi tháo ra cặp chân này, vì mỗi một dòng loa quý, dù kể là dòng loa Buxell thì cũng có những sản phẩm cuối cùng đó là những bộ chân phụ kiện như này, thì tôi mới thấy tất cả các hãng rất là khi vào những dòng loa của high-end và ultra-end thì rất là chú trọng tới những cái thiết bị đi kèm, đó là những cái phụ kiện mà để có thể nâng cấp của giá trị bộ dàn lên hoặc đưa loa lên giá trị lên rất nhiều. Còn với các bạn nhìn đây, một cấu trúc một cặp chân này thì các bạn nhìn thấy xem nó có tuyệt vời. Về cấu trúc nó hơi có độ viêng nghiêng ngả đằng sau để giữ độ trơn âm của âm thanh, cộng thêm với cả những cái điều kiện làm ở trong các điều kiện sơn sần như này, thì các bạn thấy đây là một cái rất là tuyệt vời của các kỹ sư đến từ hãng Marken. Còn sau đây thì tôi sẽ xin khui thùng của cặp Marken. Đây là cặp Buxell Oscar Duo, đây là cặp loa nhỏ của hãng. Với những năm gần đây thì trong giới chơi audio thì rộ lên một thời, đó là những dòng đến từ hãng Khạc Ma. Và sau những thành Khạc Ma lắng đọng xuống thì bây giờ lại là đến các dòng Magico và các dòng do Bắc Âu, đó Marken này thì cũng không nằm nữa. Ngoài các cái nhu cầu chơi của người chơi audio là muốn được có một sự trải nghiệm. Đây, với cấu trúc cũng đóng của thùng loa như thế này thì các bạn thấy đây là đến cái catalog của. Đây là hai chiếc loa đến như này, thì tôi sẽ dẫn sản phẩm lên cho các bạn nhìn. Tôi muốn giữ luôn cho các bạn cả hai chiếc loa này thôi, cho các bạn có cái nhìn tổng thể. Tuyệt vời. Vâng, đầu tiên tôi thấy đây là một đôi cặp Buxell để trên cái chân này, nhưng mà cái khung các diện tích nó cũng tương đối là lớn. Cái thứ hai là nó rất là đặc biệt hơn tất cả các dòng loa khác là cái độ vắt chéo của cái loa này. Đây là có sự tính toán của các kỹ sư đến từ hãng Marken rồi. Đây là những cái tính toán để triệt sóng âm. Bây giờ tôi muốn xin giới thiệu với các bạn, khi cặp Marken này bắt lên đây thì nó sẽ có những con ốc thế này. Thì một chút nữa thôi tôi sẽ nhờ cho bên kỹ thuật để lắp nó vào. Còn bây giờ thì tôi xin giới thiệu ngay, vì cặp loa này cho tôi có nhiều cảm xúc, nó đẹp. Đầu tiên chúng ta thấy đây là một cặp loa nó đứng trên một cái chân và nó có một khối hình chữ nhật, nhưng mà đặc biệt là hai cái đầu trên này, đó là những cái bóng bề để cho khi người ta trượt sóng âm. Và cấu trúc cặp loa này thì làm bằng gỗ MDF ở cái dạng độ đậm vừa phải, và sau đó người ta sẽ phủ những lớp gỗ vơ lia nặng trên này bằng những dòng gỗ quý như gỗ chó. Đó là tổng thể của cái loa này. Và trong loa này thì là nó sẽ có
Bên trong các thùng loa thì nó sẽ gia cường bằng các sợi thủy tinh, bông thủy tinh, cái sợi thủy tinh ấy, để coi như là người ta chống cái độ rung và các trượt tiêu sóng. Thì những cái hãng loa lớn thì người ta mới có những cái sự nghiên cứu sâu về như này. Còn hai cái bát, một bát và một chép của dòng loa này, đó là cái hai cái bát này là của dòng hãng loa SB Acoustic đến từ Đan Mạch, và hai cái bát này thì lại đều làm chung một cái định dạng là bằng gốm. Đó, nhiều lúc thì mình cũng cứ thắc mắc là tại sao có những hãng thì chơi chép bon, có những hãng thì chơi trên này cái đôm bằng lụa, thì hãng này lại chơi tất cả hai cái là đều dòng bằng gốm. Thì màu sắc âm thanh thế nào thì chắc là chúng tôi với cả bạn thì sẽ một lúc nữa sẽ thẩm định qua những bài hát test. Đấy, còn cái dải tần băng thông của cái bát này thì xuống rất là sâu, tuy là bookshelf nhưng mà nó xuống đến tận 37 hertz, và dải cao thì lên đến tận hơn 20 ki, tức là vừa cái tầm phân khúc của tai người nghe, nhưng tôi nghĩ là nó sẽ cho cái chất âm rất trung thực vì đây là bát bằng gốm. Còn cái chép này cũng là chép gốm, đó là điều rất là tuyệt vời. Và khi cái chép gốm như thế này thì tức là trên quan điểm của những người chơi thì đây là những cái vật liệu mà nó rất là thân thiện với cả môi trường, mà khi đã được nung hoặc làm chất lượng tốt nhất bằng qua các về nhiệt thì tôi nghĩ đây là sẽ cho cái âm thanh rất là đặc biệt. Thì để cho chúng ta cùng thử. Còn đằng sau này thì tôi thấy có một cọc WBT của hãng loa này, và đây là theo hãng giới thiệu, đây là cọc WBT Next Gen, tức là cái phiên bản mới nhất của hãng rồi, đã được đưa vào ứng dụng cho những cặp loa như này. Còn đây là hai lỗ thoát hơi, và hãng này thì khuyến cáo đội loa này thì có độ nhạy là 86 decibel, và trở kháng là 6 ohm, nên là tương đối là cũng là khó đánh. Phân tần thì lại là phân tần bậc 2, tức là phân tần và dùng những tụ tốt nhất của hãng Musica Mooddog vàng. Đấy, và Musica thì tôi nghĩ đây là những sản phẩm đã được chủ tịch hãng rất là trân trọng và đã đưa những dòng sản phẩm tốt nhất, quý nhất vào để đến cặp loa này. Và với một cặp loa như này thì cũng không phải là ai cũng có điều kiện để mà được sở hữu nó, vì đây là những cặp loa này có cái giá trị rất là lớn. Đây là một hãng lớn đến từ đất nước Thụy Điển, và với một cặp loa như này thì tôi sẽ xin để set up sau đó tôi sẽ giới thiệu tiếp cái đồ đánh. Vì hiện tại như là như này mà tôi giới thiệu ngay thì nó cũng hơi bị rối, thì các bạn hãy đợi chúng tôi một phút. Vâng, sau khi đã hâm nóng các sản phẩm này để các có được cái thông số tốt nhất, hôm nay tôi sẽ xin giới thiệu cái sự phối ghép. Đó là dùng, đầu tiên tôi muốn nói đến đôi loa bookshelf Duo Oscar. Đây là một trong những dòng loa nhỏ của hãng Mackel đến từ Thụy Điển, và dòng loa này thì nó có những cái rất đặc biệt, đó là hoàn toàn hệ thống này được làm bằng gốm. Đó, và cái chép này cũng là chép gốm, nhưng mà nó nằm trong một cái lõi, tức là một cái gọi là họng kèn ngắn để đưa được cái chất lượng âm thanh đến tai người tốt nhất. Và cái dòng loa này cũng như là tất cả các dòng Mackel thì người ta luôn tin dùng những dây của Soma Design. Đó là một hãng dây đình đám mà những năm gần đây là dân chơi audio Việt Nam rất là được lưu tâm với cái dòng dây này. Và với một đôi loa bookshelf thế này đến từ Bắc Âu thì hôm nay tôi cũng xin giới thiệu các bạn luôn, đó một chiếc âm ly. Đây là chiếc âm ly Avic U300 đến từ đất nước Đan Mạch. Và chiếc âm ly này là chuyên môn để dành để tham chiếu cho với những dòng loa high-end và ultra-end trở lên. Tức là những dòng này thì nó rất là quý của hãng Bodensen, tức là chủ tịch hãng đã làm ra hãng Rival và Bodensen, và trong đó có cả Avic này. Đó là một cái tham chiếu chuẩn của những dòng loa mấy năm gần đây. Người chơi không những ở Việt Nam, trên toàn thế giới rất là chú trọng các vấn đề này. Với một chiếc âm ly nguyên khối như này, sau đó là được cắt CNC và được anode hóa lên, nó tạo cho được một cái sự tuyệt đỉnh ở trong cái vấn đề của chiếc âm ly này. Với các bạn thử xem đây, với ví dụ tôi đang cắt đường tiếng đây, còn đây bên này là chỉnh theo đường tiếng đó, còn bên này thì là chỉnh theo suộc vào các cổng cửa vào, còn trên này nút power. Và chiếc âm ly này thì có công suất danh định lên tới 300W cho trở kháng 8 ohm và 600W cho trở kháng 4 ohm. Thì các bạn thấy là chiếc âm ly này nó có cái độ lực rất là khỏe, tức là phải nói chiếc âm ly này, và chất lượng thì luôn luôn là đặt hàng đầu trong chiếc âm ly này.
Và ngoài ra chiếc ông đi rồi thì còn cho thêm có các phần phụ trợ như là phần kỹ thuật số lên đến tận 32 bit ở định dạng DSD, và phần phono thì cho cái định dạng cao nhất của phono Kim MC. Và tôi thấy bây giờ các hãng người ta càng ngày người ta càng chú trọng sâu hơn nữa về những cái định dạng chơi mà đã cho chơi là cho chơi định dạng luôn một chơi một cách hết số luôn, tức là chơi định dạng cao nhất, và các bạn luôn luôn có những điều kiện chơi thích hợp thế này, không cần phải bổ trợ thêm những cái linh kiện bên ngoài để nó làm suy hao giảm các tín hiệu đi. Và chiếc âm đi này thì tôi lại thấy nó có một cái chất âm thì nó rất là ma mị và hay, và khi tôi thử với những dòng âm đi khác nhau thì tôi thấy đây là một chiếc âm đi rất là tuyệt vời. Còn bổ trợ cho hai sản phẩm này thì tôi vẫn cứ thích ưa dùng cái đầu metronome đến từ thương hiệu từ Pháp, vì những đầu metronome đời cao này bao giờ cũng hỗ trợ thêm phần số âm bóng nó cũng đen, và các phần cơ của metronome thì nói thật là không còn gì để mà nói vì nó quá tuyệt vời. Và một định dạng chơi nữa là những chất âm của phong cách của châu Âu thì bao giờ cũng có một cái chất âm khi cho người ta nghe là cảm thấy nó tự nhiên, thoải mái, và mình chỉ cần thả mình và trải nghiệm. Còn âm nhạc thì hãy để cho các thiết bị là nó lo. Còn bây giờ thì cũng không phải để các bạn ở đâu, tôi sẽ xin mời các bạn có những bản nhạc test với bộ ba sản phẩm này. Xin mời các bạn. Non occorre parlare, certi silenzi soffiano come il vento, foglia di amore vola lontano nel tempo in cui si apre un tulipano. Foglia di amore vola lontano nel tempo in cui si apre un tulipano. Tiếng hát nào chơi vơi
biển đông vỗ sóng dù ta buồn về đây với những bước chân chiều mê những bước chân đêm trên phố phường quen nếu mưa rơi sẽ mát lòng em về đây ta sẽ tới ngôi chùa cũ dòng tiếng chuông xưa nghe tiếng tình thơ bên đó xưa có lai vẫn chưa rồi đây anh sẽ đưa em trở thấy là cái sự hợp tương thích của hai dòng Bắc Âu này cho những cái chất âm, nhất là những cái dải piano của bát bằng gốm này làm rất là tốt, nghe âm thanh nó có độ hài âm và nó có một cái sự trung thực, nghe mãn nhãn, mãn đưa tai. Còn về cấu trúc của đôi loa, tôi thấy là đây là một đôi loa nó không bị ảnh hưởng nhiều tới phòng, vì tại sao các cái pha nó làm rất là tốt, và cái một phần quan trọng nữa là nó tạo được cho mình cái âm hình, đúng là những dòng Bắc Âu nó dành bất hư truyền. Các bạn muốn tìm một đôi loa Excel nhỏ, hay và có giá trị thì hãy đến Thiên Hà Audio chúng tôi để có một cái sự trải nghiệm, và chúng ta sẽ có các cái cách phối ghép test lát để làm sao các bạn tìm được một màu sắc âm thanh cho bản thân mình. Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc. Hẹn các bạn vào các YouTube sau.